V, không cần phải chỉnh ha. Hoặc là chúng ta muốn kiểm tra coi cái ổ điện này có điện không, chúng ta bấm vô đây, ta giữ đo chức năng phát hiện dòng điện, chúng ta đưa vô. Nếu có điện thì đèn nó sẽ cháy liên tục ha. Đây, để sai gai nó sẽ không có cháy được, nhưng mà đo âm từ không được, âm từ thì cách một bức tường rồi, không có đo được chức năng này ha. Rồi cho hiện chữ EF nè, ta đưa lại gần đó, nó sẽ kêu ha. Đó, đưa lại gần, đưa được dây điện coi có bị gì hay không. Đó, đây là cái đồng hồ điện của mình nè, đó cũng có điện luôn ha. Như vậy ta không cần phải thử thì vẫn biết được cái sản phẩm đó có điện hay không. Ví dụ như cái quạt này muốn biết là nó có điện hay không á, mình chỉ cần bấm vô đây nè, đó thì nó sáng đèn hay không, thì chứng tỏ cái quạt này nó đang có đã cấp điện rồi ha. Những cái thiết bị này chúng ta để mà sâu quá, hoặc là chúng ta để gần để trong kẹt đó, trong hốc đó, chúng ta không có kiểm tra được là chúng ta đã cắm điện hay chưa, chúng ta dùng máy này ta đo để biết được là nó có bị sập nguồn hay là nó bị những cái bị bệnh khác ha, thì cũng rất là tiện dụng.